kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị đối với những gia đình có con nhỏ nhưng bận rộn không có thời gian nấu cho con thì cháo dinh dưỡng nấu sẵn luôn là lựa chọn tốt nhất và nhanh nhất chính vì vậy mà những cửa hàng bán cháo dinh dưỡng được mở ra rất nhiều trên các đường phố tuy nhiên cháo dinh dưỡng có thật sự dinh dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như lời quảng cáo hay không mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây ở khu vực gần nhiều trường mầm non và một số bệnh viện vào buổi sáng, trưa, chiều hàng ngày, các cửa hàng bán cháo dinh dưỡng lại mọc lên như nấm. Không chỉ các quán vỉa hè mà nhiều quầy cháo di động cũng được tư thương chở đến phục vụ các thượng đế nhí. Cháo cũng đủ loại, cháo thịt lợn, thịt bò, cháo cá, gà, lương, cua, ếch, thập cẩm, rau, đậu, ngũ cốc, vân vân. Khách hàng có nhu cầu loại cháo gì, người bán sẽ lấy loại thực phẩm đó, cho vào cháo trắng và đun lại cho khách giá các loại cháo dinh dưỡng này dao động từ 7.000 đến 12.000 đồng một gói. Nhiều khách hàng thấy tiền lợi, lại có nhiều loại cháo để chọn, nghĩ rằng có thể đảm bảo dinh dưỡng nên đã mua về cho con mình. Tại cổng bệnh viện Nhi Trung ương, đếm sơ sơ cũng có tới gần chục cửa hàng cháo đều gắn mát dinh dưỡng. Trong đó có cháo thương hiệu do các hãng có tên tuổi sản xuất và cháo không thương hiệu do tư thương tự chế biến. Một sở thị một quán cháo có ghi rõ thực đơn, cách cổng bệnh viện chừng 20m, với biểu hiện cháo dinh dưỡng cao cấp, cũng chỉ có một quầy hàng nho nhỏ, dù được quảng cáo là một hãng cháo có tiếng dành cho trẻ em với đủ loại cháo dinh dưỡng khác nhau. Nhưng khi được hỏi cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thì người bán hàng nói cơ sở chị đang làm. Những bát nhựa nhỏ đựng thức ăn đã say nhuyễn, nhìn qua khó lòng phân biệt đó là những thức ăn gì nếu chủ quán không tự giới thiệu. Đầu là rút lương, tim xay, thịt xay sẵn, rau cải, bí đỏ, vân vân. Khi khách có nhu cầu loại cháo gì, bà chủ cho cháo trắng vào chiếc nồi nhỏ, lấy loại thịt phù hợp, rồi quấy lại trên một chiếc bếp gà nhỏ nhầy nhùa mỡ và ván bẩn. Cháo chế biến xong sẽ được đựng trong túi ni lông màu trắng, mỏng. Loại túi các bà bán hàng ngoài chợ thường dùng gói đồ để đóng gói cháo cho mọi người mang về. Hỏi bà chủ về nguồn gốc các loại thực phẩm dùng để chế biến cháo thì được biết. Tất cả đều được bà mua ngoài chợ, vì vậy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Tại một số trường mầm non như Linh Đàm, Thanh Xuân, Đình Công, Kim Mã Thượng, Trung Tự, v.v. Cháo dinh dưỡng còn được bán lưu động trên các xe đẩy phía trước cổng. Tại đây, cháo dinh dưỡng được đóng gói sẵn bằng bọc ni lông 300 cam với giá 7.000 đồng một gói. Bao bì chỉ ghi các thành phần như gạo, nước xương, thịt heo, bí đỏ, v.v. chứ không ghi bất kỳ loại hóa chất nào, cũng không có hàng sử dụng nhìn những món cháo được quảng cáo là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ em. Người mua chỉ biết tin vậy, nhưng thực tế chất lượng của các loại cháo này đến đâu thì không cơ quan nào kiểm định. Liệu cháo dinh dưỡng có thật sự đủ dinh dưỡng? Một nhân viên tên này kể anh ta thường xuyên giao các loại hóa chất cho một cơ sở chế biến cháo dinh dưỡng có tiếng trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh như cháo dinh dưỡng C, B, H cho biết các loại hóa chất có tác dụng không gây chua, tạo sánh, tạo hương vị, vân vân Được nhiều cơ sở cháo dinh dưỡng sử dụng. Vừa nói, nơ vừa lấy trong chiếc cặp màu đen ra ba gói hóa chất để trên bàn. Và đề nghị chúng tôi mang về dùng thử. Chỉ vào hai gói hóa chất có tên sodium benzoate và potassium sorbate. Nơ giới thiệu cả hai loại hóa chất này đều có tác dụng giúp cháo lâu bị chua. Sodium benzoate có giá 50.000 đồng một ký, còn potassium sorbate giá cao hơn với 80.000 đồng một ký. Theo N, cùng sử dụng những loại hóa chất này, nhưng mỗi hãng cháo sẽ có bí quyết và chế riêng. Do vậy, liều lượng cho hóa chất vào cháo cũng chỉ để tham khảo. Thường N hướng dẫn các cơ sở nên cho khoảng 1 gam hóa chất trên một ký cháo. Nhưng các cơ sở muốn bảo quản lâu hơn sẽ tăng thêm 2-3 gam. Những cơ sở sản xuất trong điều kiện vệ sinh kém cũng tăng liều lượng hóa chất này để cháo lâu chu hơn. Nờ khoe, khi cho hóa chất này vào, các cơ sở cháo dinh dưỡng rất yên tâm, vì cháo để 2-3 ngày ở nhiệt độ bình thường cũng vẫn thơm. Các cơ sở tha hồ vận chuyển mà không phải lo hàng bị hỏng. Gói hóa chất còn lại là sa thanh cơm. Nờ bảo, đây là chất tạo sánh. Khi dùng hóa chất này cho vào cháo, thì dù cháo loại máy cũng trở nên đặc quánh, chưa kể nhìn cháo rất bắt mắt. Những chất đạm cho vào cháo như tôm, lương, cá, cua, vân vân sẽ nổi bật trên nền cháo trắng. Một ký hóa chất tạo sánh chỉ 50.000 đồng, nhưng khi cho vào sẽ giúp các cơ sở chế biến giảm được một lượng gạo, tôm, cua, cá, thịt, vân vân đáng kể, trong khi giá bán vẫn không đổi. Nờ còn kể, tùy bí quyết của mỗi cơ sở chế biến cháo dinh dưỡng, mà các cơ sở này sẽ cho thêm hóa chất tạo mùi để cháo tăng phần hấp dẫn. Theo nờ, Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất cháo dinh dưỡng tìm đủ mọi cách chế biến, sao cho trẻ thích ăn cháo, ăn được nhiều và cơ sở thu được lợi nhuận cao. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sau khi ăn cháo bán sẵn, phải nhập viện trong tình trạng ói mửa tiêu chảy. Trẻ nhập viện đến từ nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, v.v. Các bác sĩ ở đây cho biết, Thực tế, có không ít trẻ ăn cháo dinh dưỡng trong thời gian dài đã xuất hiện dấu hiệu suy dinh dưỡng. Có bé còn ngày càng tỏ ra biến ăn. Khi trẻ em trong độ tuổi ăn dặm, từ 6 đến 24 tháng tuổi, nếu thường xuyên cho trẻ ăn cháo dinh dưỡng bán sẵn, rất dễ bị suy dinh dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em được bán tràn lan, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào kiểm định rõ ràng chất lượng của nó. Bỏ trống quản lý với mật hàng này khiến những loại cháo được coi là dinh dưỡng nhưng vẫn mù mờ về chất lượng, sự an toàn, vân vân. Tiến sĩ Lê Bảo Khanh, trưởng khoa dinh dưỡng học đường, Viện Dinh dưỡng Quốc gia xác nhận, chưa có cơ sở sản xuất cháo dinh dưỡng nào đến Viện Dinh dưỡng để đề nghị tư vấn và kiểm định hàm lượng dinh dưỡng chất đạm. Cũng chưa có loại cháo nào được các cơ quan chức năng xác nhận thành phần thật. Hầu hết các cơ sở tự quảng cáo tự công bố chất lượng trên bao bì. Vì thế, nếu các bà mẹ lười chế biến, mua sẵn cháo dinh dưỡng cho con ăn thường xuyên mà không bổ sung các nguồn thực phẩm khác thì chắc chắn không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Cũng theo ông Khanh, một loại cháo được gọi dinh dưỡng thì phải tính toán đủ và cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng tùy theo lứa tuổi của trẻ. Vì thế, nó phải được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các cơ quan có chuyên môn trước khi đưa ra thị trường. Các bà mẹ không nên vì tiền lợi mà làm dụng các loại cháo này vì có thể sẽ không đảm bảo dinh dưỡng cho bé thậm chí còn bị ngộ độc thực phẩm, rất có hại cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, việc chế biến cháo ra sao vẫn là bí mật của nhà sản xuất. Liên quan việc một số nhà sản xuất sử dụng natri benzoate vào cháo dinh dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Hữu Tuấn, trưởng phòng khoa học tiêu chuẩn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế cho biết Quy định hiện nay là nhà sản xuất sử dụng loại phụ gia nào vào sản phẩm phải công bố rõ trên nhãn hàng. Với thực phẩm cho trẻ em, nguyên tắc chung là càng tự nhiên càng tốt. Thực phẩm dành cho trẻ em cũng được quản lý chặt hơn thực phẩm thường do trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.